Bot nhá canh ơi, vào bot nhá, vào bot nhá. Để làm cái vũ khí thôi, mua con ngựa lấy cái chạy. Chạy cái con ô thủy nó cùi quá. Anh Hải. Ủa. Không thấy đâu. Yêu em. Mở. Chó dại Ngọc Sư Tử. Anh ấy thích rồi. Đẹp trai hay lắm. Phát ra các bạn nhìn nữa. Đồ đẹp trai. Đấy. Nhìn nó đớp đớp. Con gái con cũ. Đấy, tí kiểu xin hôm đang đi lại. Vào việc anh em ơi, vào việc anh em ơi. Đánh tạm nữa, con này đang bị lag anh ơi. Đánh tạm hai con nữa các anh ơi. Đánh tạm hai con nữa nha, để em đánh cho hết cái góc lag này đã anh em ơi. Đợi tua. Nó đâu xanh rồi kích. Đợi từ lẫy giờ. Đổi tựa đè, ok anh ơi. Đây đây em về. Đâu á? Đi chơi. Giờ này nó cũng đồ phòng thủ nó hơi hạn chế các anh ạ. Cái vấn đề đó em không tham gia được bởi vì bên AD họ tự giải quyết với nhau mà.
8 anh ơi. Ui. Bực thế. Sau khi 78 100. Em che cái gì anh, từ từ em chưa bói, em chưa bói đồ đâu anh ơi, em chưa bói đâu. Con điên này. Con bot này nó bị điên này. Vớ không anh, không biết có vớ không nhưng mà từ từ đó các anh nhé. Bực thật sự đấy, tự nhiên vừa lấy mở cái nào lác lác bay ra đúng cái chỗ đấy con bot thổ. Ôi đừng đánh nữa. Ôi bực thật chứ con bot điên này. Con bot này nó bị điên rồi. Không, không phải phá mà em đang bảo nó đánh cho gần chết con bot đi. Anh Quyết ơi, khứa con bot cho em đi. Giết nó luôn đi, giết nó luôn đi anh Quyết ơi. Rồi anh em ổn áp rồi đấy các anh. Không có phục hồi. Đồ bạch kim. Anh bán thuốc. Rất loằng ngoằng ạ, rất mất thời gian ạ. Hôm nay xin phép anh em mở 3 con 1 nhé các anh. Sau khi vừa nó ra không ra lệnh bài luôn thì chỉ kiểu lệnh bài mất tham quá. Anh ơi đánh cái này mới vui chứ anh, chứ còn mở ra luôn thì làm nói chuyện gì nữa anh Long Khánh Vũ. Em vừa mới đánh thôi anh Võ Sơn ơi. Em thả một lần 3 con anh ơi, hôm nay ít thả một lần 3 con thôi anh em. Em vừa mới đánh anh Phúc Nguyễn này, em vừa mới vào sới thôi anh ơi.
Vừa vào sới nhá các anh. Ôi da, vào sới làm luôn quả mũ ạ. Vào vào sới làm luôn quả mũ các anh. Vào sới làm luôn quả mũ hỏa. Hợp lý. Em cảm ơn Nguyễn Phúc nhá, vừa vào sới làm luôn quả mũ ạ. Kháng độc 22 ạ, hơi phèn. Ôi, ok anh. Hôm nay nó có ít lệnh bài anh Lương Mạnh Hùng ơi. Anh Lương Mạnh Hưng ơi. Nó có nhiều thì chiến thôi, nhưng mà hôm nay nó có ít. Anh em mình đánh nó đỡ vã thì anh em phải chịu khóa một tí các anh ơi. Để em mở máy em vất đồ đó các anh ơi. Để em mở máy rồi vất đồ đó các anh. Ít mà anh, mọi hôm anh em xem toàn vật vã thôi, hôm nay xem thế anh em chả chả. Đây đây em đang lốc đây. Có anh ơi, Thuyên có mặc chưa anh? Không mặc thì chết. Không mặc thì dở luôn đấy anh. Ui giời. Quả áo ọp đẹp thế mà không có phục hồi, cay thật. Đây em đang lốc đây, em đang lốc đợi em tí. Xong bây giờ. Hello tất cả anh em nhá, chúc em một buổi tối xem live vui vẻ nhá các anh. Thầy tắt mic à? Thầy không mở mic nên xàm xí đụi cho anh em nghe à, thầy? Thầy tắt mic mà anh. Em comment thầy không thèm đọc rồi. Mày Huyền Thuyên. Thầy kéo lên xem có đúng không? Em chào thầy. À rồi đây anh vừa mới đang lốc ác bên này. Cứ từ bình tĩnh thế này, làm sao mà cứ phải bắt anh thì phải cứ vã vào mồm luôn thế nhỉ? Em bố, ai có nhận hỏa con bé em đấy. Nhân hỏa thì hôm trước em vừa đánh ra cái trận 40 gì á? À toán nhỉ? Đấy nhận thủy. Nhân trận 40 thì không quá rồi. Nhân làm trận 40 server được 3 cái. Không cần làm trận đâu, nhận gì cũng được. Hỏa là được thôi, hỏa nó thiếu là được, làm trận. Thế thì em bật. Ủa, chào anh kênh giải trí ạ, hello anh kênh giải trí ạ. Tìm ở các cái nhân vật nó bán đồ thành tường tương dương ấy, có thì giao lên mà mua nhé. Vâng, em chào anh Nguyễn Hoàng Thiên nhá, em chào anh Phát Lô nhá. Em chào anh Nguyễn Hải Bình nhá, hello tất cả các anh. Không thì về phượng tường trung tâm ấy. Cái nhân thân pháp 12. Vâng, con hệ thủ đánh hơi lâu các anh ơi, em đang cứ kệ nó thôi để em còn cho ác nhặt đồ ra đã các anh ơi. Ủa về phượng tường trung tâm ấy vụ ạ? Chưa buông ơi, anh vừa đánh rồi buông. Còn cái nhẫn thân pháp 12, nội lực hơn 100. Phượng tường trung tâm ấy.
cứ dẫn Phượng từ trung tâm tìm ở mấy cái shop gần gần. Vừa bem vừa bem thôi, vừa bem thôi. Shop của OLED ấy. Nghe thế hả? Ngoài ngồi bên này con đeo tai nghe. Đang chạy sang đang gì? Thu nhập 100 gì? 20 vạn. Mình lại không ngon bằng quả nhận mình đánh đeo khổ. Cái gì em hốt mình mang quả nhận em đánh đeo. Thì đây còn nhận này rồi em muốn xem những gì nữa không em lại tại vì đang dư làm chậm 20 của cái nhận này nè, muốn đổi cái nhận hỏa xịn hơn. Nó có nhận là con 40 thì ngon. Chứ được cái gì các thầy ạ? À? Chán quá. Anh chưa ơi. Ôi. Được cái nhận với lại cái nhận hỏa. Bán em nhé. Cái gì em? Nhận hỏa. Có cái nhận hỏa là ngon bán em. Hello tất cả anh em qua đi qua thì cho em xin một like và một subscribe anh em. Ai chưa đăng ký kênh cho em xin một đăng ký kênh các anh ơi. Nhận 20 này mà lúc nào không dùng thì cho anh nhá Vũ ơi. Em tìm được cái nhận ngon em cho anh luôn cái quả nhận đấy. Anh có lấy cái ngọc bội làm chặn 20 luôn không cho. Đây này. Hello tất cả các anh nha. Hello hello. Ừ. Mấy cái thằng ác clone này nó nhặt đồ kinh thế. Vâng hệ thổ khoai mà. Ô bầu lại đeo con ô chùy rồi ạ. Giỏi ơi, không có phục hồi ạ. Có gì hot. Em mới thay quả đủ tí ngon. Con quả mình đến tài 1, 9, 4, 6 Ngon đấy chứ. Ai chơi bị chọc bóp không? Của anh 2943. Anh em xong xin hả? Ơi. Thì đó, khoảng cái em không tin 2946 này 943. Đây. Cái thế nhỉ, mấy con hệ thổ này. Tinh ban này. Ờ em. Ờ 2943. Không ấy thì lực nó thấu điểm vậy. từ đầu server đến giờ. 2943 này em cho quả này ngon hơn này. Đâu nhà từ từ đến để em đánh không? Lên xem quả này nhá. Này quả này ngon hơn này. Quả này em đeo đạp to. Linh ơi dọn mấy cái con kim miêu kim miếc cái mấy con đầu đất đứng cạnh anh ấy. Đấy. Ở đâu? Về bữa em mù bốn. Hello tất cả các anh nhá. Tốt thầy. Hôm bữa như anh Thanh được bán mình một kim. Ok, cảm ơn này. Bà Long Huyện ơi. Thôi yêu quả này ngon hơn. Quả của anh 2943 không đam to vào con này đâu. Quả đam luôn. Đây nha. Từ con này muốn. Rất thương mà. Điều được mẹ đi. Hút ba số anh ơi. Ngoại nhá, không chơi lộn.
Hút ba số ngoại ạ. Hút để về bờ anh Lê Xuân Hưng ơi. Mà không biết có về hay không. Hồ xúc này kích. Leo thử đi, quả đấy ngon không? Không không có đồ sức mạnh. Bây giờ lấy đâu ra 6 tinh hồng mà lên đảo ấy. Mấy con hệ thổ là nữa. Là quả. Kê nổ đặc bắc hơn. Này 6 tinh hồng nữa là cả một vấn đề. Hello Nguyễn Tiến nhá, hello anh Nguyễn Tiến nhá. Anh ốt cao rồi. Anh ốt cao rồi. Đâu rồi anh nhỉ? Ở cái mic hỏng bị gì đâu. Làm thử vài ván không anh ạ? Không biết anh ơi, em không biết hút ạ. Làm vài ván em mới đánh được anh Dương ơi, em vừa mới đánh anh Dương ơi. Và mai đánh thiên tử anh Võ Tuấn Anh ơi, mai đánh thiên tử anh Võ Tuấn Anh ạ. Hello tất cả các anh nhé. Anh em nó chưa mai. Anh em nó chưa đăng ký kênh cho em xin một đăng ký kênh và một cái chuông nhé các anh. Anh và cao hôm anh nay hôm nay mà ra quả dây chuyền khán tất cả 15 thì thơm bơ luôn các anh. Cái của anh thôi. Mai đánh thiên tử là thế nào đấy nhá? Đánh tung kim đấy anh. Nhưng mà tung kim chỉ có 2 bang thôi, mỗi bang một bên. Anh chụp. Em cảm ơn anh Dương nhá. Ok ok. Đấy, có gì đâu, tăng bình thường thôi mà. Ý là để em thử xem nào. Ơi ơi. Đấy, không, em có bảng F3 chứ em có bảng bảng này đâu. Bảng tăng điểm á. Cho 500 music kìa. Phan Pháp. Phúc anh xem đây, anh nói không nghe. Đấy, anh đang... An Bang có Phi Vân và An Bang Phi Vân ở ok ok, mai thì kèo thơm đó. Mai có An Bang Phi Vân là phải đánh cẩn thận đấy, không nhờ được đâu. Tiền cả đó. Rồi. Nếu mà ra 30 ẩn 1 thì thơm luôn. Em cảm ơn anh Phùng Võ nhá. Ôi em này. Hello Thịnh nhá. Hello anh Trần Ngọc, thật đấy anh Thành ơi, mai có ăn bang là hợp lý luôn anh. Chiến năng, cấp năng với pháp. Cấp món nào? Chị cà bùm chưa chưa lẻ. Lẻ. Chua chua quá. Chua chua thật. Chưa anh ơi, vầng trăng cô đơn, em vừa mới đánh anh vầng trăng cô đơn này. Em vừa mới vào sới đây anh ơi. Không biết là tí ra sới có cầm được triệu nào về không ạ? Em mới bảo tử ván. Lỏ em hỏi AD rồi, bản này do bên kỹ thuật chưa up cái lỏ vào anh ơi, mới reset lại cốt chưa up lỏ vào ạ. Biết cái là không có được của mẹ. Chưa. Rất là khó. Mà vũ khí này cũng ra, mỗi nỏ không ra. Ờ, thì đây. Man thắng 1-0 rồi anh, thế thì khả năng hôm nay sẽ ra siêu phẩm anh Hoàng Quân ơi. Thế thì khả năng hôm nay sẽ ra siêu phẩm đấy anh Hoàng Quân ạ. Discord rồi bạn ạ. Thế khả năng hôm nay ra siêu phẩm luôn các anh ơi. Chắc khả năng là đồ tím sắp ra rồi các anh ạ. Chắc đồ tím em nghĩ sắp ra rồi. Gom tinh hồng bảo thạch để anh ấy thấy lại. Không còn đâu mắc thân pháp, bỏ sinh khí. Anh chú trọng vào đam hơn này. Hello anh gia đình nhá, hello anh gia đình nhá. Gần hết giờ rồi, em nghĩ thắng 1-0 là hợp lý rồi anh. Không cần nhiều. Đường môn mà chưa mắc được trong ạ. À? Không biết con này hệ gì đây. Một ít để lấy đam từng 2. Hệ mộc à. Đường môn tan ở trong lên gì em nhỉ? Không nổi công sốc đam. Ui mẹ mình không có tinh hồng bảo thạch. Ui trời ơi
Ui. Tôi ui. Hết tin hồng rồi. Ây trời ơi. Anh cái tay còn thiếu 4 viên nữa. Cày thế nhỉ, chả được cái đồ mẹ gì. Có anh ơi phôi ra đồ tím là chắc chắn là phải có phôi chứ anh. Ra đồ tím là bắt buộc phải AD phải cho phôi chứ lại mà không có phôi. Không cho phôi, không không có phôi thì cho ra đồ tím làm gì các anh. Anh xem bao nhiêu đã ra đồ tí là phải có phôi chắc chắn một điều đó. Một tinh hồng bảo thật là hết 400 điểm kia. Vậy là cả mình có đấy anh Trường. Ơi anh đây 400 điểm mình đủ điểm chỗ có phôi đấy đấy. À, cái gì được đây vừa này cả đấy kháng tất cả 19 đi quá gì nữa thì mấy mà chơi được. Ui khóng 22 cũng cho mày đi luôn. Ui. Ui. Mẹ. Thế người ai cũng rất là kiểu ra. Toàn đồ xây cả boom. Đúng không? Toàn chu chu lẻ và chu chu thật thôi. Sợ thật. Anh em ở trên kênh để ý xem. Thầy ra rất nhanh. Thầy cũng toàn tí là thầy úi rồi đấy. Vài giây úi lật này. Thầy toàn lừa anh em thôi. Mới được cái nhẫn rồi thầy. Ừ, được cái nhẫn kháng lôi 29. Sinh lực 105 ạ, vãi. Gì thầy ơi. Nhấn gì thầy. Dương, trung tâm. Giờ ra quả kiếm anh em ơi. Quả kiếm là lôi sát nội công 200 anh em ơi. Ui, kháng hỏa 4 ạ, mẹ ác thật. Đổi con, anh con lên thủy, đảo luôn. Con thủy phải lấy ra đúng rồi. Một cái lệnh bài, một món đồ thủy nữa. Mẹ sao nó ác thế. Hôm nay khét rồi. Lệnh bài. Hôm nay khét rồi anh Thành ơi. Khét là khét thế nào, hóng lai ép đồ tím. Thôi à, sẽ nếu mà ra đồ tím mà sẽ có clip ép anh ơi. Thầy yếu, ú á, nhanh, kinh hồn. Ăn chay mà, ba hôm nay có được cái miếng nào vào mồm đâu. Anh Thành ơi, cứ chay thôi. Anh em đừng tin thầy. Vã gần chết ạ. Thì toàn trôn anh em ơi, anh em thầy ơi, cười thầy. Cười làm. Gì ta? Người ta lấy gì ta? Thế nào nhỉ? Chớ. Ớ. Chớ này. 200 này. Ơ ơ ơ. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Tốc 20 ạ. 20 cũng đưa mày đi ra khơi luôn. Chưa được gì anh Huy ơi, vừa vào sới rồi anh ơi. Vừa vào sới rồi mà cái chiếu thần kỳ này lại 3 thằng hòa, một thằng lỗ ạ. Hệ kim mà, hệ kim nó chưa có cái gì rồi. Kháng hỏa, ủi giời, tổ sinh lực thì ngon, thể lực. Xem đồ thầy ơi à. Đảo. Và thay luôn cái nỏ. Cái nỏ của em là được cái sát thương 34 này là phép lại ghi bàn à, ngon, nhỉ? Ngon nhỉ. Man đợt này đá thế, ấm cật đấy. Lên đảo là lên đảo anh em ơi. Ây à, có quả nhẫn nha, có nhẫn nha. Cứ phét ghi bàn là được. Nói chung là man phải có huấn luyện viên mới chứ. Em thấy ông kia kiểu cầu thủ nó đá nó kiểu nó không chế. Ô, con hệ hỏa à? Nhẫn làm chậm 40 anh em ơi. Thế đùa thầy. Anh Trưởng đùa anh nói cái câu nghe hội người mù mà thấy thì phản cảm lắm. Thôi, ui giời ơi, cái thằng Tuấn này. Chưa được gì anh Hòa Vũ ơi, thằng Tuấn này tự nhiên cái nhẫn 40 của anh mày này làm nó sợ, nó mất mẹ, nó mất dòng 40. Ý. Ý, rồi ơi. Rồi ơi, hôn hỏng mất đâu rồi. Đại đế phép à? Đại đế phép là ghi bàn à? Đại đế phép là ghi bàn à? Ờ. Mà chắc chừng. Anh kia bảo thì anh cũng biết thế chứ anh có xem đâu. Vâng, cái bao tay hơi phèn, đang kiếm cái bao tay ngon hơn anh ạ. Mà không biết là hôm nay AD có thương không. Thương cho chót. Thật thương. Thương em anh còn cái nịt. Ôi dồi, con này được một cái nhẫn này. Hệ hỏa à, 13-30 chả làm con mẹ gì. Ui giời, cái nhẫn để lại, cái nhẫn kia em nghĩ là khả năng là làm chậm 40 cao anh em ạ.
Hello 311 anh em đang xem nhé, anh em nào chưa subscribe kênh cho em xin một subscribe anh em ơi. Ai chưa chia sẻ cho em xin một chia sẻ, và anh nào mà chưa like cho em xin một like ạ. Chắc là xong trận thiên tử này sẽ ra đồ tím anh Vầng Trăng Cô Đơn ơi. Em nghĩ ra An Bang là chắc chắn phải ra đồ tím rồi. Em nghĩ là ra An Bang thì chắc là phải ra đồ tím rồi. Đợi em tí anh ơi. Thủy à? 40-25. Úi giời. 25-40. Úi giời. Hello ca, sao rồi? Đi tẩy không chưa? Không gì mà. Chưa, anh đang chỉnh hả? Không xin cờ. Em không xin cờ nha anh Nguyễn Văn Tuất. Cờ quạt gì? Nhưng mà thiếu một viên nữa, đang cho ác với không mua. Thật không em cho này. Đây. Come on nào. Bên nước tương dương. Anh ơi. Chưa anh còn thiếu một viên, đang không đủ điểm. Hiện một chứ không phải ẩn một anh ơi, đây là lấy sinh lực 40 à. Cái này để em đi đổi cho một viên. 5 sinh hồng, 1 viên. Chỉ thiếu một viên thì bó tay rồi về đây. Thế thì là sinh lực à. Nhẫn thân pháp 20 làm trận 40 kìa. Ui dồi ôi. Thế thì chết. Anh ơi. Đây anh ơi. Một sao trẻ em nhá. Nhất là trận 40 còn trừ 4 nữa. Cái ngọc bội này không tác dụng gì này. Rồi, ôi, anh nào vừa vào cái nhẫn nằm chậm. Của em bây giờ 20 thế này. Phan lệnh bài thấy bán rác mà top phụ luôn, kinh thật. Thầy dài lón củi vãi. Nhưng lấy sinh lực thôi, kiếm cái mũ khác phèn đấy em. Vâng, em đang kiếm mà chưa ra. Biết là nó phèn nhưng mà kiếm nó chưa ra anh ơi. Cái nhẫn nằm chậm của em ạ. Có thể có live stream không này? Đang live đó, đang live đó. Thế không thấy nhở? Thì em tìm kênh đi, nhiều lúc nó bị ẩn ấy. 26 gaming. Hôm nay nó lại không lên đề xuất anh ạ. Đây, nhiều lúc cái YouTube về nhiều lúc nó bị ẩn sao ấy, chả hiểu. Điên rồi đấy. Đâu, sao lại thế đùa, anh tưởng anh nói thế đùa. Không, cái mũ đó thì chịu, cái mũ đó thì của em anh chịu. Cái mũ thằng Uy Linh này đẹp này nhưng mà nó có cho mình đâu. Xin được 200 luôn ạ, à. Mẹ ớn thật. Cái mũ nó ớn thật, mắc óc luôn, ép chứ chắc nó được 200. Em thề cái mũ thằng Uy Linh này nhìn lúc ép còn không được 200 luôn ấy. Chứ khi nó chỉ 199 nó dừng lại. Cái tập 27. Mày nhờn này, ui. Mẹ ngứa tay vật cái quả dây chuyền mà không được cái gì ạ. Này chắc em nghĩ phải đánh mấy mẫu trang sức mới mở một lần các anh ạ. Hôm nay không nhận được thông báo đúng không? Nhiều lúc nó cứ bị làm sao anh Hòa Vũ, cái YouTube này nhiều lúc nó như kiểu bị ma làm ấy. Bực thật. Kiểu tao ấy. Bị làm tao ấy ạ. Nó cứ bị làm tao. Bị làm tao. Mẹ tao nhiều cái đó. Nó thật. Ê, nhầm nhiều cái nhận ngon mà mẹ phải là họ. Ê, hệ hỏa, ông vâng, em biết rồi, hệ hỏa, có hệ hỏa mà đang ngóng lắm ấy. Ôi, hệ hỏa này làm chậm 40 luôn này, ẩn một luôn quả bổng này anh em ơi. Ui, con này khả năng ngon này, ọp ra rất ngon anh em ơi. Ngon không? Em chỉ ước anh trường ra quả nhận hỏa ngon, chú bé. À đổi con tay là mất đề xuất à? À thế thì chịu rồi. Được có 80 cái anh Hòa Vũ ơi. Dây chuyền này tí bói. Em mất đề xuất. Mày lâu YouTube nó bị khùng ấy. Thế anh em bảo thế thì anh biết thế. Mày cứ nói thế sao thì mày chửi. Đâu có ai đổi con tem bị mất đề xuất được. Em làm về mạng công nghệ âm tin. Em làm cả YouTube shopping kiểu người ta. À hóa ra đây. Anh thề chứ. Anh thằng đang đùa. Anh thề chứ anh quen rất nhiều anh em làm những cái quảng cáo Google đây mà lại bảo là đổi content ta. Em thề là có đám đàn em này nó rất là nhạy chứ, toàn mẹ thuộc dạng gọi là châu Phi anh em ạ. 151 kim anh Long Nghi ơi, em đấu 151 kim anh Long Nghi. Rất mất thời gian. Mẹ em đi. Ôi, anh biết rồi, anh biết rồi.
trường em còn đang làm cái thẻ thương mại từ cho tận cơ mà. Ờ, thế là tất tất tận luôn này. Dáng kiếm áo bơi phơi rồi. Okay. Quan hệ nhiều nên rộng. Ờ, rồi. Quan hệ nhiều nên toát cả loát khoác. Ờ, mà quan hệ rộng mệt lắm, mèo thể lực sinh đùa không? Nhưng mà rộng quá thì không ai thích quan hệ. Đây, phòng thủ vật lý của các anh này, phòng thủ vật lý của các thầy đây này. Đấy, phòng thủ vật lý đó. Không tốt, phải nhấn vào cái này. Hết tại đế này, ôi kia còn có. Hết tốt, phải nhấn bán mình đi. Nhận kia tí bói, nhận kia tí bói. Đi rồi. Nhấn hỏa đi đâu. Chậm 40 đi, đúng rồi. Em cảm ơn anh Phụng Võ nha, chậm 40 đi, đúng rồi ạ. Không có đâu, vấn đề là đề xuất má tùy... cái gì? Tùy người mới thôi á. Ôm game coi chừng mai mốt vợ nó. Up man nghe thầy. Ừ, giời ơi, em hello anh... Nguyễn Thành Phương, như anh nói thế thì em lại lại bỏ game à. Trừ trừ lại là phôi có chứ anh Đông Dư, em phải để lại anh phôi chứ. Thế là trường bây giờ tầm 1 tháng kiếm cũng phải tầm 300 đô, 200 đô, 300 đô vậy. Không được đâu em ơi. Cảnh mới tình lấy đâu ra? Ít phóng thì gần đó tại anh có được tên rồi. Hai món mũ làm chậm 40 luôn ạ, à. Mẹ mày ớn thật. Video cũ. Video cũ nó có cả view cơ mà. Phôi hỏa hôm nay em thấy có vẻ ngon nhá các anh nhá. Ra được hai cái mũ làm chậm một quả ngọc, một quả vũ khí làm chậm rồi. Em nghĩ hôm nay là ngửi cái mùi nhẫn làm chậm 40 các anh ạ. Lấy được 80 cái lệnh bài Nguyễn Tiến rồi. Hình như không được bơi rồi. Bao giờ rơi vũ khí được môn. Không anh ơi, họ chưa cập nhật anh ạ. Hôm nay Olet lại ngủ quên rồi. Nó đi vụt túi anh, túi anh rồi. Anh Trường ơi. Hello anh Peter nhá. Anh đang quả nhẫn hỏa mà y chang vậy ngon này. Không biết đâu thì... Mỗi luôn. Không like, tuần tại từ tối em cũng làm mệt. Nó vừa đi vụt túi anh rồi, nó không, anh gọi không thèm nghe máy luôn, hỏng hình luôn. Có một sự kích thường không hình nghe ở đây. Rẻ lắm anh ấy, anh bút chì, nếu mà anh chơi đi em bu cho anh tầm vài kim thôi, anh bút chì thôi, anh cứ chơi đi em bu cho anh tầm vài kim thôi. Anh gì nhờ, anh ốt cao. Đây là bây giờ làm trang sức nhá các anh ơi, bây giờ làm trang sức nhá. Anh ốt cao. Ui dồi ôi, kháng tất cả 20 các anh ơi. Cứu. À, nó đưa mình đi cấp cứu. Ui dồi ôi, làm chậm 29 ạ. Sao cái món trang sức hỏa này nó khốn lạn đấy nhờ. Ui dồi ôi, mẹ thất phát 9. Ui dồi ôi, mẹ mày khắm lắm, trang sức khắm lắm các anh ơi. Mày biết vậy này, xin mẹ đôi giày đi, em cho đôi giày lên. Từ xưa đến giờ là trang sức hỏa đã thua rồi. Dây dây gì em? Hồi nãy không chịu nói em đưa quả giày lên đảo mà tẩy luôn, tẩy chưa? Rồi nó lại chưa, anh chưa, anh đang đi mua thôi. Nó cứ để áo tu sao anh ơi? Đúng sẽ chung như em kìa. Đúng rồi, cô nó xét rẻ mà. 9 rồi. Ây da, được quả giày, 3640 các anh ơi. Đâu thầy ơi. Giày gì? Giày thủy anh ơi. Giày thủy nam hay nữ? Nam ạ. Giày Đâu. Bao nhiêu? Vào việc luôn này. Sinh nhật có 27 thôi. 500 xu, vào việc luôn. Ok, để mai đi. Để anh lên thảo luôn, để em bỏ mai. Để em tổng hợp đồ, bán luôn. Nhưng mà bây giờ vất mẹ thằng kia rồi. Chưa được gì anh ơi, mua xác tầm... xác bây giờ nói chung là hơi khó mua các anh ơi. Các anh cứ tự uneven đi, em nói thật cho nó ngon. Chứ mua bây giờ rất loằng ngoằng ạ. Thấy nó giao. Nó giao thôi, nó để auto giao mà anh Hoàng Quân. Em chào anh Kiều nhá, Kiều Thanh Hải ạ. Kiều Khánh Hải ạ. Em chào anh Vũ Ngô nhá. Ừ, OLED ở đây đi vụt linh tinh lắm. Thằng ấy giờ nó gọi là... cho đánh bả rồi anh em ơi. Thẻ đen lắm, thằng Tuất này tao đấm vào đầu mày bây giờ. Khi nào mắc ổng OLED mới về. Nếu mà đầu tư bây giờ thì chắc khoảng tầm triệu anh Lê Tuấn Anh ơi. Triệu là app của mình. Giao dịch thấy ơi. Ui để em tìm app kia nó app nào đó để em lấy ra. Bóp chưa chết. Đấy, xong rồi thầy làm luôn quả review luôn, bán luôn, nhanh quả giày. Nhanh cái gì, tự nhiên em mất cái đấy là nó mất ấy luôn. Bán đi lấy lộc đã. Nó vác gậy đi khắp Sầm Sơn, nó đúng thật như cái gậy thằng ăn mày muốn bạ đâu chọc đấy ạ. Chưa có gì anh Trung Bùi, em chưa có gì anh Trung Bùi ơi.
Nó được 3 món 540 anh ơi. Even nhận ăn thuê Even 2. Anh ơi, ăn thuê Even là em ăn nhá. Không thuê ai cả, em ăn luôn ánh sáng rồi. Anh đừng có mà sang đây để anh hốt cái đua top của em nhá. Ăn thuê Even, em ăn thuê Even nhá các anh nhá. Ai ăn thuê Even em cũng luôn. Ok luôn. Chúc thầy may mắn. Em ăn thuê Even luôn các anh nhá. Đừng để ánh sáng lên anh ăn, anh vượt top 3 em đấy. Láo quá. Lên đảo luôn. Không nói nhiều ạ. Bước lên ngon phết nhỉ. Hả? Thầy tốt quá, bước lên ngon kìa. Lại bồi thêm sang con này hai cái lệnh bài nữa. À. Cái này cái lệnh chưa, cái này thêm một điểm nữa cơ. Em ăn free luôn. Anh sáng này anh rất là lằng ngoằng nhá. Anh Zola rất là lòng hoàng nhá. Anh Zola, anh không biết anh Zola hay là anh bà cô hổ đây rất là lòng hoàng nhá. Anh cứ sang đây thôi. Hô bảo thầy bán hay cho cái vũ khí kia về mày. Vũ khí nào? Có cái vũ khí 35, 35 sau mấy này, mua về mà hoán. Ồ, em có quả này ngon. Thế thì thôi, cứ kêu ạ. Anh kiện kêu, em cứ kêu đó. Em chỉ cần cái nhận hoàn là thôi. Cái 29 này nó không đủ mốc à, không đủ mốc 33 mới. Đúng rồi, bên anh The Line ăn Even kinh khủng luôn. Thầy có cái 3 năm sau mấy đấy. Về. Ý là em cầm cái này em lấy móc nổ đam thôi. Con mà. Anh không có nhiều kim, có nhiều kim anh xúc về anh hoàn thành. Ồ hết quế hoa tiểu thật, đây em múc luôn. Thôi thật thì không nói nhiều về. Em cảm ơn anh Thành Phạm đã nhắc em nhé. Em cảm ơn anh Thành Phạm ạ. Hello 370 anh em nhé. Vũ khí của trường đi tấm kim. Vâng, vũ khí đó ngon mà. Vũ khí đó ngon mà. Alo, nút kêu. Ở đâu rồi anh nhỉ? Úi dồi ôi. Toàn kháng tất cả 66 với cả mẹ 44 á. Kháng tất cả của đấy thì rời cứu á. Kháng tất cả toàn cái kiểu mắc binh. Không, anh ấy con bảo rồi, con đã bảo rõ rồi bây giờ nhá. Công việc kể cả công việc của tăng tiến độ lên là ok nhá. Chỉ giá tầm 20 25 triệu một ác thì bây giờ tiền là tiền của anh, còn anh hỏi là chơi như nào thì bảo thẳng là em có làm thế thôi, còn lại anh đầu tư hay không đấy việc của anh. Ui. Cứ bây giờ cái này mà choáng 40 thì ngon luôn này. Con cũng chả có gì phải giấu cả, tại vì nó thì nó trên mạng nó có rồi đấy, thì thế mà làm theo thôi. Ui toàn đồ ngon mà. Thôi anh slow toàn đồ ơi. Ngon thôi. Anh nên đầu tư. Em còn 3 điểm rồi ơi. Bán nghĩ với phẩm bước lên của anh đi. Cái mày hầm mới đang dùng bán cái gì? Tiền của em nhưng của anh. Không nên nên hay không nên, còn anh hỏi là anh hỏi em ok em có làm, em có chơi, em à, có 95 đến 100 giá nhiều á. À, anh Nguyễn Lê nói chung là nó rẻ rồi anh Nguyễn Lê ơi, nó tầm vài trăm nghìn thôi anh ạ.
Đau đấy bạn ơi. Ai đau? Ai đau? Ai đau bạn? Biết rồi, xin lỗi. Có thì tí nữa anh em mình gặp. Em cảm ơn tất cả các anh em đã chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất để về bờ nha anh em nhé. Nhưng mà thầy lại phụ lòng của anh em. Thầy anh... lại thích ra đảo. Nhưng mà thầy ra đảo. Em cảm ơn anh Phụng Võ nha. Chứ anh cũng muốn về bờ lắm mà nó khó. Thầy anh Trường mà như thế là thầy lại ra đảo thích xung quanh đấy. Xung quanh thầy toàn là nước. Em đang đánh thử phun đấy anh em ơi. Chưa vụt cái nào. Tuất ơi, em chào anh Lê Võ Ngọc nhá. Hello anh Lê Võ Ngọc nhá. Hello tất cả anh em nhá. Anh em subscribe kênh cho em đi. Chúc thầy đi cùng Mai Hường. Anh number one này đưa em đi cùng Mai Hường làm gì. Tốc 2x. Anh bảo anh Tây Bắc ở chỗ nào Tây Bắc đấy. Anh Bảo An ơi. Anh Bảo An ở chỗ nào Tây Bắc đi anh. Soi luôn đường lặn nữa à? Soi luôn đấy. Ok anh. Soi luôn nặng nhất gì. Mình ở đây là không phá cờ bạc. Nặng. Làm cho 40. Mẹ. Uầy. Cái giày của anh slow chiến thế nhỉ? Dạ. Yeah. 20 à? Không cần phải cắm, không cần phải cắm anh ơi. Anh ở Điện Biên à? Ờ, em ở Sơn La này anh. Em ở Sơn La này anh Bảo An ơi. Nào dỗi xuống Sơn La anh em mình đi chơi anh. Vâng đúng rồi, nếu mà ra cái đó thì vỡ mồm luôn anh Tuấn Dương ơi. Em cảm ơn anh Huy nhá. Em cảm ơn anh Huy đã donate ạ. 4 tiêu bao nhiêu nữa? 10 triệu anh ơi. Thầy bốn... đi giữa đít cho hên thầy ơi. Em mua con 4 tiêu 10 triệu anh ơi. Hello anh Dương nhá. Qua Lào Cai uống rượu để chịu thôi. Giờ này không đi nổi rồi anh ơi. The lonely. Ý dồi ôi. Má nó quả chùy kìa. Ui cuộc kháng hỏa này không kháng tất cả này. Ấn thật đấy. Em thấy mùi bắt đầu nó mùi nó thấy ọp bắt đầu đẹp dần rồi đấy mà chưa thấy gì các anh ơi. Lại quên mất không lên thuyền rồi. Nó thành 49 thì có phải là chuyện khác đúng rồi. Nó mà 49 thì khác chuyện luôn anh em. Anh em ở Vũng Tàu này thầy chỗ thầy có chỗ đậu thuyền không để em nghe thuyền lên. Vẫn chua lắm. Vẫn chua thật. Ọp dần mà hết lệnh bài. Cày thật. Ọp đẹp dần mà hết lệnh bài, em cũng nghĩ hơi tức. Tí đã giống được quả mì khấn. Giờ này chắc không ai bán đâu anh Nguyễn Tiến ơi. Giờ này bên băng lão các anh ấy ôm hết rồi. Các anh vừa ăn level 5 ác các anh ấy để các anh ấy tiêm lệnh bài thì chịu rồi. Giờ này thì chịu rồi các anh ạ. Giờ này lệnh bài giờ này thì chịu hẳn rồi đấy các anh. Giờ này mà có lệnh bài thì bó tay chấm com này. Tình trạng này ra đảo tiêm. Em chào anh Cường Blue nhá. Hello anh Cường Blue. Ra thì nó cũng đã ra nhiều ngày rồi anh ơi. Ngày hôm nay nữa thì chả đáng cái gì các anh ạ. Nên mình cứ phải lạc quan lên tí các anh đừng bi quan vậy. Thôi mai đánh lại các bố. Không anh ơi, đập cái máy làm sao bù được cái tiền dây chuyền đó. Cái dây chuyền đó làm sao mà bù được cái máy này mà anh bảo em đập máy thì là dở luôn đấy.
anh bảo em đập máy là dở luôn đấy. Xa bờ quá rồi thầy ơi, anh Phụng Võ ơi, anh phải bảo là gần lắm rồi chứ lại xa. Ừ, có hệ kim nhé, có hệ kim, nhưng liệu cái vũ khí này phải hệ kim không các anh? Có phải là cái mình cần không các anh? Ui giời ơi, sát thương vật lý 100% ạ. Anh động sát phải mặc định quốc mới kích được các anh ạ, chứ nó tận ẩn ba cơ mà các anh, đồ động sát nó tận ẩn ba mà phải mặc định quốc mới săn được. Thuyền phu, cái dây khăn tất cả với thầy trường đâu? Thuyền phu, thầy hết xí quách. Thuyền phu nó lên, nó còn anh Bầu Đức anh còn bảo thuyền phu cái dây khăn tất cả của em đâu, hỏi thế bố nó không trả lời được. Ra cộng dây chuyền may mắn ba nữa là ngon nghẻ, đúng rồi, nếu mà ra may mắn ba nữa là ngon luôn đó các anh. Một một cái dây chuyền hoặc một cái nhẫn may mắn ba nữa là em đủ bộ luôn, là 4312 và vào mốc luôn các anh ạ.
Để ra khán tất cả con nào cũng hệ gì số cao đúng rồi, nón kháng hỏa 21.30 shop chịu. Em bán hết, bán cho nó đỏ anh ơi, bot hệ thổ lắm vậy thầy, em không không biết được tại sao nó lại nắm bot hệ thổ thế nữa. Bây giờ choáng 40 người ta mới dùng chứ còn 30 ai dùng đâu, không quan trọng ít nhiều. Thiên từ được gì không em? Được Phi Vân với Set An Bang anh ơi. Được con Phi Vân với Set An Bang anh ạ. Mai chắc đấu con Phi Vân cho con bộ đang nó cưỡi. Mở cửa hàng lên bán rác phím gì thế thầy. Ctrl G anh ơi, như Ctrl G anh ạ. Anh dùng về anh phải dùng 1.9 mới mở được nhá. Em búp rồi anh ơi. Em búp rồi anh ơi, limited rồi. Có kèo banh liền ăn 8. Bên họ em thề với anh Thành không bao giờ họ đánh kèo to đâu, em nói thật. Hết rồi anh ơi. Hết rồi, đánh hết chỗ này là hết đấy. Đấu ăn bàng có đấu chứ anh. Mà đấu ăn bàng giờ không biết mặc cái kiểu gì nữa. Rồi em không biết đấu ăn bàng để mặc kiểu gì nữa. Chịu. Chịu mấy con boss này. Không dám đùm ọp, dám đùm ọp anh Hoàng ơi. Quan trọng đấu để mặc ác nào thôi, chứ không có ác nào để mặc làm gì. Nó phải có đồ nào cần đến nó mình mới dùng chứ. Bên kia đại gia không à? Biết đại gia rồi nhưng mà họ cầm chắc cái thua, họ đang đánh làm gì bộ ăn bang mang luôn. Không anh ơi, dám đùm ọp anh ạ. Nó chỉ là dần hàng dám đùm ọp lên. Mẹ 11, 17 ấy. Quả dày mà nó khốn lạn thế này. Đừng lấy em đi. Để giờ để lại vũ khí với cả trang sức để bói nhá các anh. Hết boss rồi. Để lại vũ khí với trang sức để bói nhá. Thì đó, thì em để quan trọng là bên lão họ ra hay không thôi chứ ra bọn em nhận à. Bên lão ra kèo bên em nhận luôn. Mày đầu tư cho bên lão đấy. Đánh kèo đi con thật anh. Hello anh dân chơi Z-Boy nhá. 15-20-20. Làm tụt bót lượn xem cho vui. Em hết lệnh bài rồi anh Quang Minh ơi. Em hết lệnh bài rồi anh Quang Minh ơi. Anh ơi kiếp đỏ đen đang ăn bản quyền cả. Em like cả buổi ngày hôm nay chưa bản quyền nào mà giờ chơi kiếp đỏ đen là gãy cánh luôn anh. Đã xa bờ lại còn xa hơn anh Võ Hoàng Sơn ơi. Còn nốt hai con bót thổ cuối. Ừ em nghỉ đi. Set ăn bang đó dâm đùm ọp em chưa biết là bao nhiêu. Bây giờ quan trọng về anh em đấu với nhau thôi. Chứ còn chả biết là dự định giá được anh em. Bởi vì về phải đấu với nhau mà. Thế ơi. Ui 30 15 mà mẹ khốn lạn quá. Không làm tiếng thầy. Liên minh thôi hôm nay anh ngủ sớm. Hôm nay anh xin phép nghỉ sớm. Chỗ nào nhiều cá bảo anh. Anh Thành thì vua cá độ ạ. Cứ ông nào mà nhận kèo anh ấy chơi đấy. Chỗ nào nhiều cá, có nhà anh nhiều cá chứ ở đâu nhiều nữa anh Thành, mà anh phải hỏi em. Dáng bào bót, gỡ con ngựa thầy ơi, em cố lắm mà không biết có gỡ được không. Ăn ba ngon hơn quả. Không, làm sao ngon bằng được anh Kiệt Tang. Nói chung là anh phải, nó phải như thế nào mới ngon chứ làm sao ngon bằng con ngựa này được. Mà set đó chỉ là 7 ngày thôi. Set đó, set ăn bang đó và con ngựa chỉ có 7 ngày thôi. Chứ không phải hàng vĩnh viễn các anh ạ. Nó chỉ là hàng 7 ngày thôi các anh ơi. Chứ có phải vĩnh viễn đâu mà bảo ngon hơn được. Hàng 7 ngày mà. Chịu ống ốc mẹ, tôi chịu ống ốc. Bây giờ em thoát hết ác, em thoát hết ác em bói đồ. Giờ em thoát hết ác em bói đồ, em phù về Hoa Sơn em bói đồ các anh ạ. Bây giờ em về Hoa Sơn em bói đồ nhá các anh nhá.
4 tiệm. 7 ngày mà có phải hàng vĩnh viễn đâu. À đây rồi, hello Hoa Sơn Dã Tẩu. Không phải lên bán đồ cái gì nữa. Vũ khí, úi dồi. Úi dồi ôi, thằng độc 21 ạ. Ngọc bội nhá. Úi dồi ôi, may mắn 2 ạ. Chán thật. Úi tôi đến lạy ấy, tôi cũng đến lạy AD, tôi đến AAD ạ. Tôi cũng đến trước tay tôi lạy ông AD, tôi lạy anh ạ. Bực không tưởng được. Chán, chán lắm anh ơi. Thôi xin phép anh em cảm ơn kia rồi, em đi offline đây canh ơi. Em off đây canh ơi, bye bye canh nhá. Em đi ngủ đây canh ơi, bye bye các anh ạ. Hẹn anh em vào ngày mai làm chuyện tiên tử nhá canh nhá. Bye bye các anh ạ.